Dạ, em xin chào cả nhà. Lời đầu tiên cho em Chương Nhạn xin được phép gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến với quý cô chú anh chị, quý khách hàng, với lời chào lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Sau đây em xin giới thiệu đôi nét về mình. Em tên đầy đủ là Chương Thị Nhạn, hiện đang sống và làm việc tại Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay em đang hợp tác làm việc cùng ngành dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cho mỗi người mỗi ngày vào buổi sáng kháng thể để nâng cao chất lượng và đời sống của chúng ta hiện nay. Thì hôm nay em chia sẻ với cả nhà về sức khỏe là vàng. Thì hồi xưa cả nhà có nghe ông cha chúng ta hay nói là sức khỏe là vàng, đúng không nhà? Nhưng hiện nay sức khỏe còn quý hơn vàng nữa. Vì lý do tại sao? Vì bối cảnh hiện nay trên toàn cả thế giới và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, thì đối với cái ô nhiễm môi trường và ô nhiễm thực phẩm, thức ăn, và công việc chúng ta làm hiện nay là bị chết rất nhiều. Chính vì vậy chúng ta bị suy giảm hệ miễn dịch, làm ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Thì hồi xưa chúng ta đi bệnh viện á, chúng ta có thể bán một con gà là chúng ta đã cải thiện được sức khỏe của mình rồi. Nhưng trong một thời gian lâu hơn nữa thì có thể là chúng ta bán một con heo, một con bò. Và hiện nay á, là đối với sức khỏe chúng ta là ảnh hưởng đến tài sản chúng ta rất là lớn. Chính vì vậy em hôm nay em chia sẻ với cả nhà chúng ta cùng tham khảo về sức khỏe là vàng như thế nào và quý hơn vàng như thế nào cả nhà ha. Thì đây là một cái quỹ OB. Quỹ OB này là công ty tập đoàn Liên Minh Quốc tế đã chia sẻ với chúng em, và chúng em đã được học tập và muốn chia sẻ với cả nhà chúng ta. Cả nhà hãy cho em là 5 hoặc 7 phút chúng ta cùng nghe cái video này nhé. Thì đây là sức khỏe là vàng. Thì cái bối cảnh gia đình hiện nay chúng ta thì lo tất bật làm ăn, không có quan tâm đến chu đáo, cho nên bây giờ chúng ta phải có một cái giải pháp làm sao đó bảo vệ sức khỏe chúng ta bằng cách làm sao môi trường gia đình chúng ta phải sạch sẽ, hoàn thiện, vui vẻ, năng động và chia sẻ trong cuộc sống với nhau, thì chúng ta sẽ có một cái tư duy tâm thái tích cực. Và đối với một môi trường, chúng ta sẽ làm cho cái môi trường sinh hoạt gia đình chúng ta phải thoải mái, sảng khoái và yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ. Và tâm lý luôn luôn chúng ta sẽ tích cực, hòa nhã và động viên, hỗ trợ cho nhau. Và gia đình chúng ta một ngày phải bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất, thức ăn, thực phẩm trong ngày. Đó, thì bốn cái bức tranh này nè, chúng ta làm được bốn điều này thì sẽ tạo cho con người chúng ta sống luôn luôn vui khỏe, thoải mái, ăn uống đầy đủ, thì sức khỏe chúng ta mới gọi được là sức khỏe là vàng hoặc là sức khỏe quý hơn vàng. Còn nếu như trong bốn cái bối cảnh này nè, chúng ta không làm được hoàn thiện thì ảnh hưởng đến rất lớn về cái đời sống gia đình chúng ta, đặc biệt là sức khỏe. Và theo như cái quan niệm của ngày xưa và hôm nay, người ta hay nói rằng là sức khỏe là vàng, đúng không cả nhà? Và nói câu rằng là tôi khỏe tôi không có bệnh, câu nói đó là chưa đúng hoặc là không đúng. Vì bên Bộ Y tế khuyến cáo rằng là hiện khỏe mạnh á chỉ có 5%. Vậy trong 5% đó là ai? Là những người phi hành gia nè, vận động viên nè, những người làm ngành bên dinh dưỡng nè, thể dục thể thao nè. Thì đó là những người này, là những người bảo vệ được bốn cái khung hồi nãy ở trên em chia sẻ đó, là gia đình khỏe mạnh, con người khỏe mạnh và người người khỏe mạnh. Còn lại 15% là những người gọi là đi bệnh viện á, được bệnh viện chăm sóc những cái bệnh gọi là huyết áp, tiểu đường, tim mạch, khớp, vân vân, rất là nhiều, uống thuốc bệnh viện xuyên suốt, là những người đó được bệnh viện chăm sóc sức khỏe đó. Và còn 80% là như thế nào, là tất cả những người đang ủ bệnh, trong đó có cả em. Thì ngày trước kia đó, em được một bạn em, một em gái tên là Hảo qua chia sẻ cái giải pháp để bảo vệ sức khỏe, thì em nói không con ơi, cô vẫn khỏe, vẫn trẻ, cô không có bệnh gì hết. Nhưng cả nhà biết không, chỉ có sau một năm thôi là em mang một siêu thị bệnh, nó bộc phát lên một lần gì đó, một siêu thị bệnh luôn. Thì em đi khám chữa trị các nơi, chữa trị các nơi không hết, đó là em đang ủ bệnh đấy nha. Cho nên là cái câu nói mà em khỏe là không đúng với bối cảnh hiện nay đấy nha ha. Cho nên là chúng ta nhìn vào ba cái khung này nè, chúng ta biết được mình đang nằm ở trong trạng thái nào đó,
thì chúng ta khắc phục sửa chữa ngay bây giờ, đừng để khi quá muộn cả nhà ha. Và cái hệ miễn dịch, cả nhà có nghe nói về cái hệ miễn dịch không? Cái hệ miễn dịch là hồi xưa chúng ta không quan tâm tới đâu, đúng không nhà? Mà tất cả cha ông chúng ta cũng không quan tâm tới đâu. Và hiện nay đối với nhờ cái đại dịch Covid 19 á, cho nên ai ai cũng hiểu về hệ miễn dịch hết, ai ai cũng quan tâm về hệ miễn dịch hết đó. Vì cái hệ miễn dịch đó là một bác sĩ tốt nhất trong cơ thể chúng ta đó, là một cái hàng rào cản tất cả những cái bệnh bên ngoài không xâm nhập vào cái hệ miễn dịch chúng ta. Và cái hệ miễn dịch chúng ta phải bảo vệ khỏe cái bác sĩ tốt nhất của mình. Thì cái nguyên nhân mà để gây cho cái hệ miễn dịch này bị suy giảm á, là những tác nhân, ví dụ như là chúng ta ăn uống không đầy đủ hay tiêu cực, môi trường không trong lành, đó là những cái nguyên nhân mà gây cho chúng ta bị sao suy giảm hệ miễn dịch đó. Thì cái khi mà suy giảm hệ miễn dịch rồi là tất cả những bệnh bên ngoài nó sẽ tấn công với mình mọi lúc mọi nơi luôn đó. Cho nên là tại sao em khi mà xuất hiện lên là có đống bệnh là do em bị suy giảm hệ miễn dịch rồi. Vậy hôm nay chúng ta biết được khi chúng ta bị suy giảm hệ miễn dịch, chúng ta bị bệnh rất là nhiều. Vậy hôm nay chúng ta muốn cải thiện, chúng ta muốn bảo vệ sức khỏe là vàng, thì chúng ta phải làm sao? Bằng những cách là chúng ta ăn uống đầy đủ vitamin khoáng chất, suy nghĩ tích cực, sinh hoạt môi trường gia đình được năng động, chia sẻ, ấm áp, thì sẽ giúp cho cái hệ miễn dịch chúng ta khỏe mạnh lên đó. Thì khi mà khỏe mạnh lên rồi á, thì chống tất cả những tác nhân gây bệnh bên ngoài không xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Cả nhà có nghe về cái đại dịch Covid 19 mà bác sĩ kêu chúng ta ăn một phần ăn 80 ngàn không? Đó, để giúp chúng ta là nâng cao sức đề kháng lên và bảo vệ miễn dịch của bác sĩ bên trong tốt nhất của mình để chống lại những tác nhân gây bệnh. Yeah. Và tiếp theo đó là cái giải pháp mà để giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch trong bối cảnh hiện nay, là vào thế kỷ 21 này, là về tất cả nguyên nhân sẽ làm chúng ta bị suy giảm hệ miễn dịch như em chuyên nói nãy đó. Thì hiện nay nó sẽ có một sản phẩm đặc biệt giúp chúng ta là hấp thu trực tiếp luôn nha cả nhà. Thì hấp thu trực tiếp là như thế nào? Trong cái sản phẩm chúng ta nó có một cái nguồn sữa non. Cái nguồn sữa non này vào vàng nhạt, nó sống sượt, và trước và sau khi sanh 72 giờ đồng hồ, tất cả những động vật có vú thì đều có hàm lượng sữa non. Trong sữa non có thành phần kháng thể. Thành phần kháng thể này giúp chúng ta nâng cao hệ miễn dịch trực tiếp hàng ngày. Vào buổi sáng một ly alpha lipid đó sẽ giúp chúng ta trực tiếp để nâng cao cái hệ miễn dịch của mình lên. Và cái nguyên có thêm một cái nguyên liệu cái kháng thể nữa, bên một thành phần nữa là sao? Từ huyết thanh sản sinh ra. Là chúng ta ăn uống đầy đủ vitamin khoáng chất, tập thể dục thể thao thì sẽ giúp cho cái hệ trong cái huyết thanh chúng ta tự sản sinh ra cái kháng thể, và cái kháng thể giúp cho nâng cao hệ miễn dịch bên trong của chúng ta. Thì phải qua một quá trình ăn uống, rồi cơ thể chúng ta thiết lập cái gọi là cái vi chất đó, thì đưa vào cơ thể chúng ta để giúp cơ thể chúng ta sao sản sinh ra cái kháng thể đó, để bảo vệ cái hệ miễn dịch chúng ta. Sẽ qua một quá trình thì độc tố đào thải ra, thì vi chất để cung cấp cơ thể, thì nó tự sản sinh ra cái kháng thể đó. Tự sản sinh kháng thể là có hai nguồn, một là trong huyết thanh, hai là trong sữa non đó. Vì vậy hôm nay chúng ta muốn tăng cường hệ miễn dịch chúng ta lên, thì chúng ta dùng một ly bữa sáng kháng thể để chống lại những cái tác nhân gây bệnh, và giúp cho cơ thể chúng ta sao hệ tiêu hóa chúng ta là sao dễ hấp thu dinh dưỡng toàn diện luôn, để bảo vệ được cơ thể chúng ta trước cái tác nhân gây bệnh á, thì chúng ta sẽ có các nguyên nhân gây ra bệnh nhiễm bệnh truyền nhiễm và nhiễm trùng cả nhà. Nhiễm trùng á là do bị suy yếu hệ miễn dịch ha. Vậy hôm nay chúng ta biết được hai cái giải pháp, một là gián tiếp, hai là trực tiếp, là chúng ta tìm giải pháp để chọn sữa non alpha lipid live life để chúng ta dùng ha cả nhà ha. Thì tại sao em lại chọn sản phẩm của anh Alpha Lipid Live Life tại đất nước New Zealand? Vì New Zealand là một bán đảo, nó nằm xung quanh là biển hết, không có bị ô nhiễm môi trường với bất cứ cái độc tố bên nước nào hết. Cho nên là môi trường này rất là trong lành, sinh thái,
một trong 10 top thì New Zealand chúng ta được đứng trong top thứ hai. Và ngài chủ tập đoàn Simlet á, cùng với 172 nhà nghiên cứu để nghiên cứu cái sữa non á, trong sữa non có thành phần kháng thể để cho giúp cho chúng ta dùng để làm sao nâng cao cái hệ miễn dịch của mình lên. Đó, chính vì vậy em chọn sữa non để làm một cái món quà thức ăn vào buổi sáng kháng thể cho gia đình. Và khi cái sản phẩm Alpha được sản xuất tại New Zealand á, đã có 3 giấy chứng nhận HACCP và chứng nhận GMP, chứng nhận nguồn gốc sữa, là đã kiểm soát từ khâu nuôi trồng cho đến khi sản xuất và đến tay người tiêu dùng. Nhưng khi nhập về Việt Nam chúng ta tại ảnh công ty ảnh mới số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì được công ty trách nhiệm hữu hạn của Việt Nam chúng ta xem xét và những cái thực phẩm bên trong đạt tiêu chuẩn, và đặc biệt cấp một cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Đó là được công ty chúng ta được công nhận. Cho nên là tất cả quý cô chú anh chị, quý khách hàng là yên tâm và dùng và yên tâm kinh doanh sản phẩm của chúng ta ha. Và vào thế kỷ 21 em có nói cả nhà đó, thì sẽ có một cái sản phẩm Alpha Limit ra đời. Trong sản phẩm này tích hợp nhiều thành phần trong một lon sản phẩm. Và đặc biệt có 3 thành phần cao là kháng thể cao, canxi cao và lợi khuẩn cao. Và tất cả những thành phần được nằm trong một sản phẩm, có nghĩa là một gói sản phẩm nằm trong một sản phẩm. Nhưng đặc biệt sản phẩm chúng ta là không có 4 thành phần này, là thành phần không có lợi đó, được công ty bóc tách bỏ ra ngoài, là ít đường nè, cho người bị tiểu đường, là huyết áp, tim mạch đều dùng được. Ít đạm á, người bị thận, bị gút đều dùng được. Và ít béo á, là người béo phì vẫn dùng được. Đó, và đặc biệt á, là cái đường lactose. Cái đường này á, là hầu như tất cả cơ thể của con người chúng ta không phù hợp mấy. Cho nên là công ty bóc cái thành phần đường này ra. Cho nên cả nhà thấy dùng sản phẩm chúng ta nó nhạt không? Đó, là đã bóc tách phần đường ra để hỗ trợ cho người tiểu đường. Đó, cho nên là 4 cái thành phần không có lợi này công ty đã bóc tách ra rồi, cả nhà yên tâm ha. Và em chia sẻ với cả nhà đó, thì sản phẩm chúng ta là một lon Alpha Limit Dai Life sẽ có 5 thành phần là 1, 2, 3, 4, 5. Thành phần thứ nhất là kháng thể. Kháng thể của chúng ta là kháng thể tự nhiên IgG trong cơ thể của con người mẹ trước và sau khi sanh 72 đồng hồ. Giờ đồng hồ thì sẽ có thành phần sữa non. Trong sữa non có thành phần kháng thể giúp chúng ta là nâng cao hệ miễn dịch. Thì cái vai trò của kháng thể IgG này là nhằm giúp cho chúng ta là nâng cao sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch và tiêu diệt những cái mầm bệnh như là viêm, nhiễm, virus, vi khuẩn, những tế bào lạ, thì được cái thành phần kháng thể này nó hỗ trợ tái tạo, phục hồi và sửa chữa bệnh cho chúng ta ha. Thì hàm lượng một ly chúng ta dùng vào buổi sáng sẽ có 300 mg, 300 mg vào một ly nha. Còn trong một cái lon này nè là tới 8.400 mg kháng thể. Nếu mà để mua tại bệnh viện á, thì 1.000 mg á, thì sẽ có từ 1.700.000 đến 2.000.000. Em cho 2.000.000 thì mình dễ tính ha. Và nếu có 8.400 này á, thì miligam này thì chúng ta sẽ mua tại bệnh viện thì trên 10.000.000. Đó, ở nhà ha. Cho nên chúng ta dùng một ly buổi sáng để bảo vệ trực tiếp hàng ngày cơ thể chúng ta luôn. Và thành phần thứ hai là thành phần canxi. Canxi của chúng ta là canxi ion. Canxi là một sự sống của con người. Lý do tại sao một cái khung xương của con người này sẽ có 10 cái hệ là bám vào. Ví dụ như hệ thần hoàn, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ cơ bắp. Thì 10 cái hệ đó, đó sẽ bám vào cái khung xương chúng ta để sống khỏe. Mà với điều kiện là khung xương của chúng ta phải chắc khỏe. Đó. Chính vì vậy hôm nay chúng ta bổ sung canxi vào, thì cái vai trò của canxi là sao? Vì nó ví như một sự sống vậy đó. Vì ví như một sự sống giúp chúng ta sao? Dẫn truyền thần kinh và lưu thông máu huyết. Thì chỗ nào thiếu máu thì chỗ đó đau. Chỗ nào thiếu máu thì chỗ đó đau. Nhưng mà chúng ta đau, chúng ta đâu có tìm vào nguyên nhân thì chúng ta đang bị thiếu canxi đâu, thiếu dinh dưỡng đâu. Chúng ta da chúng ta mua thuốc, đúng không nhỉ?
Thì khi mà mua thuốc á, bác sĩ hỏi đau chỗ nào thì chúng ta kê chỗ đó thôi, và uống bao nhiêu ngày chúng ta tự kê toa luôn, và bác sĩ chỉ bán chúng ta thôi đó. Cho nên là cực kỳ là nguy hiểm. Hôm nay chúng ta biết được 10 cái hệ đang bám vào con xương chúng ta, thì chúng ta bổ sung ngay thành phần canxi vào cơ thể chúng ta để xương chắc khỏe. Thì đối với cái sản phẩm của chúng ta là em ví dụ ha, 100 gram à, một ly chứ, một ly chúng ta dùng thì sẽ có 1.000. Trong lon sản phẩm chúng ta có 28 ngày thì chúng ta sẽ có 28.000 mg canxi trong một lon. Đó, thì 1.000 mg canxi là tương đương chúng ta ăn 2 cái cua và 2 cái tôm. Đó, nhưng canxi của chúng ta là canxi cực kỳ mà gọi là nhuyễn, canxi hữu cơ. Khi chúng ta lắc là hấp thu vào cơ thể chúng ta dùng thì nó sẽ gọi là nó sẽ hấp thu trực tiếp, và cái độ hấp thu từ 95-98%. Đó, cái nhà thấy tuyệt vời không? Và em sẽ so sánh cái nhà mình xem, mà những cái sản phẩm thông thường bên ngoài á, là chúng ta 100 gram á thì chỉ có 400 tới 600 mg canxi thôi. Nhưng mà khi chúng ta dùng vào cơ thể chúng ta thì cái độ hấp thu chỉ có 40 tới 60% thôi. Đó. Còn cái hàm lượng của alpha chúng ta là 1.000 mg một lần uống. Nhưng mà độ hấp thu thì 95-98%. Đó. Còn 1.000 mg cho nên là chúng ta không cần phải lo gì hết. Sản phẩm của chúng ta là dùng được sáng, trưa, chiều. Còn tất cả những sản phẩm bình thường mà nó là canxi hoặc là bệnh viện á, thì chỉ cho chúng ta dùng buổi sáng và giới hạn thời gian nha. Còn sản phẩm chúng ta là dùng lúc nào cũng được, không có cần phải lo lắng nữa nha. Và cái thứ ba đó là lợi khuẩn tiêu hóa. Thì lợi khuẩn tiêu hóa thì trong cái đường ruột chúng ta đúng nha. Nhưng hồi nào giờ chúng ta ăn biết bao nhiêu là độc tố vào đây không, nhưng chúng ta không có quan tâm để làm sạch đường ruột. Chính vì vậy á, đường ruột chúng ta bị dơ thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về những cái tác nhân gây bệnh bên trong âm thầm chúng ta không biết được đó. Và đặc biệt là những cái độc tố là chúng ta không có bỏ, không có cái gì để chúng ta rửa sạch hết, cho nên là nó sẽ cản trở đi sự hấp thụ của đường ruột chúng ta. Thì khi bây giờ chúng ta làm sao đó tìm biện pháp để làm sạch đường ruột của mình trước. Khi mà làm sạch đường ruột của mình rồi á thì cái ruột non chúng ta thì nó mới hấp thu dinh dưỡng đó. Thì khi mà chúng ta dùng cái alpha này vào nè, thì chúng ta sẽ được dùng vào buổi sáng đó, sẽ thẩm thấu và bóc tách độc tố đưa ra ngoài làm sạch đường ruột chúng ta. Thì cái lông mao trong đường ruột chúng ta đó thì nó sẽ bám độc tố rồi, thì nó không hấp thu dinh dưỡng được. Hôm nay chúng ta dùng alpha này có 1 tỷ lợi khuẩn một ly vào buổi sáng, trong một lon 28 tỷ, thì hàng ngày chúng ta sẽ được bóc tách và rửa sạch đường ruột của mình để đưa độc tố ra ngoài, thì giúp cho cái đường ruột chúng ta là hấp thu dinh dưỡng. Thì lúc đó có dinh dưỡng rồi thì nó sẽ sản sinh ra cái kháng thể, và nó kháng thể nó sẽ bảo vệ hệ miễn dịch. Thì đó là những cái tác nhân gây bệnh mà đi vào cơ thể chúng ta thì sẽ không bao giờ đi được hết cả nhà. Thì khi mà làm sạch đường ruột rồi á, thì ruột chúng ta được hấp thu hoàn toàn dinh dưỡng. Chúng ta ăn cái gì vào cơ thể thì cũng sẽ được hấp thu vào cơ thể chúng ta nha. Và trong một ly á, thì có 1 tỷ đúng không nha, 28 ly thì 28 tỷ. Mà để mua 1 tỷ này á, tương đương với những thực phẩm bên ngoài trong Yogurt á, thì chúng ta sẽ ăn 20 hũ Yogurt thì mới đủ 1 tỷ lợi khuẩn. Nhưng mà lợi khuẩn trong Yogurt chỉ là lợi khuẩn thông thường đúng không nha, còn lợi khuẩn của chúng ta là lợi khuẩn thế hệ cao đó. Thế hệ cao sẽ nhằm giúp giúp cho hệ tiêu hóa chúng ta là làm sạch. Và thành phần thứ tư là đầy đủ vitamin và khoáng chất, ví dụ vitamin A, B, C, D, E, sắt, kẽm, magie thì nằm ở trong một lon sản phẩm và đầy đủ khoáng chất luôn đó, thì nhằm giúp cho cơ thể chúng ta là hấp thu toàn diện luôn. Thì trong cơ thể chúng ta nè, nó thiếu cái gì thì sản phẩm chúng ta có bù đắp và cân bằng cái đó liền. Ví dụ như là tim, gan, tùy phế thận chúng ta, mỗi một cái tế bào chúng ta sẽ đón nhận một cái dinh dưỡng khác nhau để bổ hỗ trợ cho cái tế bào đó, thì trong sản phẩm chúng ta có đầy đủ cả nhà, chúng ta yên tâm. Còn những cái sản phẩm khác là chúng ta phải mua rất rất rất, rất là nhiều luôn, thì đến 5 đến 6 triệu hoặc là từ 6 đến 10 triệu. Còn sản phẩm chúng ta là có 1.296.000, nhưng mà có đầy đủ vitamin khoáng chất, chúng ta hãy yên tâm và sử dụng ha. Và cái thành phần thứ năm là thành phần công nghệ alpha lipid nè, là DM được đăng ký thương hiệu độc quyền toàn cầu nè, giúp lưu trữ hoạt tính sinh học các thành phần quý giá trong sản phẩm đó. Đặc biệt hai thành phần chính chính là kháng thể sống, lợi khuẩn sống
là hai thành phần này đặc biệt ở cả nhà ha. Và hàm lượng canxi cực kỳ cao đó, cho nên là khi chúng ta khui da là chỉ có 2/3 thôi là sữa, còn 1/3 này là cái công nghệ hút trên không để bảo vệ hoạt tính sinh học các thành phần quý giá trong sản phẩm. Đó là cái mà chúng ta đang cần phải lưu ý để chúng ta bảo vệ sức khỏe chúng ta ngay bây giờ, đừng để khi quá muộn cả nhà ha. Thì cả nhà thấy á, cái bệnh hiện nay bây giờ là đi bệnh viện á là tốn rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền, nhưng mà cơ thể chúng ta nó cần cái gì, nó báo động lên từng cái là tôi đang cần dinh dưỡng, tôi đang cần những cái dinh dưỡng để chu cấp cơ thể chúng tôi khỏe mạnh, chứ tôi không phải cần thuốc để chữa đâu. Cho nên chúng ta hãy lưu ý cả nhà ha. Và tiếp theo đó là những cái đối tượng mà sử dụng được alpha. Thì theo như Bộ Y tế là khuyến cáo từ 3 tuổi trở lên đều dùng được. Nhưng đối với con dâu của em á, là khi mang thai thì đã được dùng luôn. Lý do tại sao là được không dùng trực tiếp cho trẻ dưới 3 tuổi, nhưng mà dùng gián tiếp cho trẻ dưới 3 tuổi. Có nghĩa là mẹ, người mẹ dùng xong người mẹ cho con bú. Đó là gián tiếp cả nhà ha. Khi đến trưởng thành 3 tuổi rồi thì chúng ta cho em bé dùng luôn ha. Và em bé thì một ngày phải cần từ 400 đến 600 mg canxi. Chúng ta không có quan tâm tới em bé, chính vì vậy em bé thiếu canxi rất là nhiều và ảnh hưởng tới sức khỏe. Cho nên hôm nay chúng ta hãy mua alpha cho bé uống để bổ sung đầy đủ canxi mỗi ngày, để giúp cho bé khỏe và được vui vẻ và lạc quan yêu đời, sống cho một cuộc sống an nhàn ha. Và đối với cái người mẹ thì là mang bầu thì phải cần từ 1.200 đến 1.500 mg canxi để bổ sung vườn từ mẹ và con. Khi mà người phụ nữ nào mà bổ sung canxi đầy đủ và đầy đủ vitamin khoáng chất thì người mẹ nó rất là khỏe và sanh con rất là khỏe đó. Thì khi mà mẹ khỏe con khỏe thì chúng ta đâu có cần phải lo lắng đâu nha. Còn tuổi trung niên, ví dụ như em nè, thì trung bình một ngày theo Bộ Y tế khuyến cáo là một ngày phải dùng 1.000 mg canxi. Đó, thì 1.000 mg canxi để đủ hỗ trợ cho chúng ta làm việc mỗi ngày. Nhưng em thường là em sử dụng hai muỗng không à. Tại vì 1.5 muỗng là đủ cơ thể chúng ta sinh hoạt ngày. Còn nửa muỗng là chu cấp cho những thời gian em đang bị thiếu trong cơ thể mình ha. Và đối với những người lớn tuổi từ 70, 60, 70, 80 ngoài 100 thì cần cái hàm lượng kháng thể rằng là ở canxi là rất cần kháng thể, rất cần canxi, rất cần lợi khuẩn đó. Nhưng mà đặc biệt đó là những cô chú bác mà đã 70-80 tuổi trở lên rồi thì rất là cần cái hàm lượng canxi đó. Thì canxi sẽ ảnh hưởng đến 147 vấn đề sức khỏe. Thì trong khi mà chúng ta hiểu được ba mẹ chúng ta đã thiếu rất là nhiều rồi, hôm nay ba mẹ rất cần canxi, thì chúng ta hãy tìm hiểu canxi ở đâu tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cha mẹ mình. Là mình hãy đi tìm hiểu những thực phẩm bên ngoài, và canxi thực phẩm bên ngoài, canxi bệnh viện và canxi của sữa non, xem cái sản phẩm nào để giúp cho ba mẹ mình có sức khỏe tốt hơn thì chúng ta chọn đó cả nhà ha. Thì qua phần trình bày của em về sức khỏe là vàng, thì cả nhà hãy quan tâm và lưu ý ngay bây giờ để chúng ta xem xét, xem coi là cơ thể chúng ta, nhu cầu gia đình chúng ta để bảo vệ sức khỏe cả nhà ha. Chứ hồi xưa em thấy là bán con gà là đủ để chi trả cho một đứa bé đi nằm viện hay là đi khám bệnh rồi đó. Nhưng bây giờ cả nhà thấy không, chúng ta tốn rất là nhiều tiền, hoặc thậm chí tiền bây giờ là nói tới bệnh là gọi là đồng tiền không còn có ý nghĩa gì nữa cả nhà. Đó là rất nhiều người rồi. Cho nên hôm nay chúng ta thấy được những cái bài học phía trước, chúng ta chọn ngay những cái thực phẩm tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình và chính bản thân mình và cộng đồng toàn dân tộc Việt Nam chúng ta, để tránh xa bệnh tật và tránh xa nghèo khó. Đó là tầm nhìn và sứ mệnh của lô sản phẩm Alpha Lipid của chúng ta đang lưu hành trên toàn quốc, toàn cầu cả nhà ha. Em xin chào cả nhà, xin hết chúc cả nhà chúng ta một ngày nay luôn thân tâm an lạc, vui vẻ và hạnh phúc nhé.